Vậy là 20 năm của thời kỳ Heisei Kamen Rider đã trôi qua và một thời đại mới, Reiwa, đã được mở ra. Kèm theo đó là sự ra đời của Kamen Rider đầu tiên, Kamen Rider Zero-One. Mở màn cho kỳ Reiwa, Zero-One đã để lại không ít những ấn tượng trong lòng người xem. Liệu series này có thể trở thành một tượng đài, một biểu tượng mới của dòng phim Kamen Rider như những gì Kuga, người anh cả của thời đại trước đã làm được? Để trả lời cho câu hỏi đó, hôm nay hãy cùng RTK Media chúng mình bước vào bài review Kamen Rider Zero-One nhé! Tất nhiên, trong bài review sẽ có một số chi tiết spoiler nhất định, vậy nên các bạn hãy cân nhắc trước khi xem nhé! Đầu tiên như thường lệ, vẫn sẽ là một số thông tin cơ bản về bộ phim. Kamen Rider Zero-One là series Kamen Rider thứ 30 của loạt phim Kamen Rider và là series Kamen Rider đầu tiên của thời đại Reiwa. Phim được chấp bút viết kịch bản chính bởi Yuya Takahashi, cũng là biên kịch chính của series Kamen Rider AZ. Phim lên sóng từ ngày 1 tháng 9 năm 2019 đến ngày 30 tháng 8 năm 2020. Tiếp theo, ta sẽ cùng nhau tìm hiểu về cốt truyện của phim. Một thời đại mới đã mở ra trên đất nước mặt trời mọc, Humagear, những người máy trí tuệ nhân tạo mang hình dáng con người do tập đoàn công nghệ Hidden Intelligence phát triển, đang được sử dụng rộng rãi ở mọi nơi trên đất nước. Hiden Aruto, một diễn viên hài trẻ tuổi, có ước mơ mang lại nụ cười từ tận đáy lòng đến với mọi người, kể cả những Humagear, bất ngờ nhận được quyền thừa kế tập đoàn Hidden từ ông nội quá cố của mình. Đúng vào thời điểm đó, nhóm khủng bố Messubojinrai.net đã hack vào hệ thống của các Humagear, làm cho những người máy vốn hiền lành, tận tâm, trung thành trở nên mất kiểm soát và nổi loạn. Trước tình huống cấp bách đó, Hidden Aruto đã sử dụng Hidden Zero-One Driver do bố mình để lại, hóa thân thành Kamen Rider Zero-One để ngăn chặn Messubojinrai.net, cũng như thiết lập lại mối quan hệ giữa con người và Humagear dưới cương vị của một chủ tịch, một Kamen Rider. Để nhận xét về cốt truyện, có thể nói Kamen Rider Zero-One chỉ dừng ở tầm trung khi so sánh với nhiều series trước đây thuộc thời Heisei. Mạch phim theo lối kể chuyện tuyến tính, khá dễ hiểu, dễ nắm bắt, khá phù hợp với đối tượng khán giả trẻ. Các tình tiết được triển khai khá tốt khi cài cắm những nút thắt, những bí ẩn xoay quanh dàn nhân vật, tạo được sự cuốn hút, tò mò cho khán giả. Phim có khá nhiều khoảng nghỉ, giúp người xem không bị ngợp. Qua mỗi tập phim, người xem được thấy những Humagear thực hiện công việc của mình ở nhiều chuyên môn khác nhau. Cùng với đó là cách họ tương tác qua lại với con người, cách họ đạt được điểm độc lập, qua đó nhận ra được nhiều bài học giá trị trong cuộc sống. Các tuổi nhân vật được xây dựng và khai thác tốt qua những tình tiết trong phim, cho chúng ta thấy được sự trưởng thành qua từng tập phim của họ. Tuy vậy, vẫn phải nhắc đến một nhược điểm của Kamen Rider Zero-One là việc quá tham lam trong việc sử dụng nhân vật. Chính vì tuổi nhân vật khá nhiều, nên khi phim dần đi đến hồi kết, đã có tình trạng một số nhân vật bị thiếu đất diễn, ít được khai thác và trở nên mờ nhạt. Thêm vào đó, do ảnh hưởng của dịch Covid, phim buộc phải co ngắn thời lượng mạch cuối lại so với dự tính. Điều này cũng phần nào ảnh hưởng tới chất lượng chung của cả bộ phim. Nhìn chung, cốt truyện của Kamen Rider Zero-One không quá mới lạ, cũng không thực sự đột phá. Tuy nhiên, có một plot twist khá gây được ấn tượng đối với mình, đó là khi Hidden Aruto đánh mất bản thân mình và chuyển hóa thành Kamen Rider Arc-One. Chúng ta thường quan niệm rằng, nhân vật chính là hình tượng người anh hùng, một hình tượng sẽ luôn đứng về phía chính nghĩa, bảo vệ lẽ phải. Tuy nhiên, khi không thể bảo vệ được người mà mình yêu thương nhất, người anh hùng đó cũng sẽ chỉ như biết bao người khác, sẽ dằn vặt, đau đớn, hụt hẫng, từ đó mà lạc lối, vô thức chìm sâu trong thù hận. Chi tiết này mình sẽ phân tích rõ ràng hơn ở phần tiếp theo nhé. Tiếp đến, chúng ta sẽ điểm mặt những nhân vật nổi bật của bộ phim. Đầu tiên là nhân vật chính, chủ tịch của tập đoàn Hidden Intelligence, Kamen Rider Zero-One, Hidden Aruto. Aruto là một chàng trai lạc quan, đầy nhiệt huyết, với một ước mơ, hoài bão cao cả, đó là trở thành một diễn viên hài để mang lại tiếng cười cho con người và cả những Humagear. Một cô cha mẹ từ khi còn rất nhỏ, Aruto được ông nội của mình là Hiden Korenosuke tạo cho một Humagear mô phỏng lại hình mẫu của cha cậu, Hiden Soreo. Aruto lớn lên cùng với người cha Humagear này, chia sẻ mọi niềm vui, nỗi buồn với ông ấy. Ước mơ của cậu cũng xuất phát từ việc cậu muốn người cha Humagear nở nụ cười thật tâm. Tuy nhiên, vào sự cố Daybreak, vì xả thân cứu Aruto nên Hiden Soreo đã bị hư hỏng nặng, không thể sửa chữa. Việc này đã để lại một cú sốc lớn cho Aruto. Vậy nên việc cậu luôn yêu thương, trân trọng các Humagear cũng là điều dễ hiểu. Aruto tin rằng, giống như con người, Humagear cũng có những ước mơ, hoài bão của riêng họ. Để bảo vệ cho những điều thiêng liêng ấy,
cậu sẽ không do dự, dốc hết sức mình mà chiến đấu. Có lẽ ông nội của Aruto cũng đã nhìn thấy những phẩm chất này của cháu trai mình, nên đã giao lại trách nhiệm chủ tịch tập đoàn Hiden cho cậu. Xong, chỉ với phẩm chất thôi là chưa đủ. Từ một diễn viên hài lên thẳng chức chủ tịch, sự non nớt, thiếu kinh nghiệm sẽ là rào cản rất lớn khi Aruto gánh vác trọng trách lớn lao này. Vậy nên, đồng hành với cậu là nàng Humagear thư ký chủ tịch, Izu. Izu là một Humagear đặc biệt, được Hiden Korenosuke tạo ra, là người trợ lý đắc lực, luôn sát cánh bên cạnh những bước đi của Aruto. Bởi không có kinh nghiệm làm việc, Aruto luôn được Izu giúp đỡ tận tình trong quá trình điều hành Hiden Intelligence. Cô cũng là một người hiếm hoi hiểu được những pha tấu hài đi vào lòng đất của Aruto. Không chỉ giúp đỡ trong công việc, Izu còn làm rất tốt nhiệm vụ của mình trong việc hỗ trợ Zero One chiến đấu. Cô có thể quét, phân tích dữ liệu kẻ thù, từ đó giúp cho Zero One đưa ra chiến thuật tác chiến phù hợp. Về sau, khi được kết nối hoàn toàn với vệ tinh ZA, Izu còn có thể chạy các giả lập tình huống, từ đó đưa ra giải pháp mà cô cho là tốt nhất để giải quyết vấn đề. Sát cánh cùng Aruto từ đầu đến cuối cuộc hành trình, Izu đã dần đạt đến điểm độc lập và phát triển các cảm xúc con người như hạnh phúc, đau buồn, hờn dỗi. Thậm chí, khi nhìn thấy cảnh tượng Aruto chết trong giả lập của ZA, Izu đã bật khóc. Có thể nói, Izu và Aruto đã cùng nhau trưởng thành qua từng tập phim. Từ một cô người máy tưởng như vô cảm, Izu dần trở thành người bạn tâm giao của Aruto, luôn bảo vệ, che chở cho cậu, cùng cậu thực hiện ước mơ. Mối quan hệ giữa hai người là sự gắn kết cả về mặt thể xác cũng như linh hồn. Cả hai chính là cầu nối để thiết lập sự liên kết giữa Humagear và con người. Khi chạy giả lập và nhìn thấy cảnh Aruto bị Horobi giết, Izu đã quyết định sẽ tự mình cảm hóa Horobi, giấu kín mọi chuyện về Aruto để bảo vệ cậu. Tuy nhiên, sự cố chấp của Horobi đã kéo theo sinh mạng của Izu. Cái chết đầy thương tâm của cô đã đẩy sức chịu đựng của Aruto lên đến đỉnh điểm. Nỗi buồn, sự thù hận, giận dữ đã nuốt lấy cậu, biến cậu trở thành Orc, một con người hoàn toàn khác, lạnh lùng, đáng sợ, tràn ngập thù hận, quyết tâm tiêu diệt Horobi. Cậu đã hoàn toàn đánh mất đi chính mình, vứt bỏ lý tưởng mà mình luôn theo đuổi, cũng như quên đi di nguyện của Izu. Xong, sự chuyển biến này là điều dễ hiểu, bởi Aruto xưa nay vẫn luôn cô độc, mọi người thân bên cạnh cậu đều đã mất. Izu, điểm neo tinh thần duy nhất mà cậu còn có thể coi là gia đình, này cũng đã ra đi. Hơn thế, kẻ sát nhân lại là Horobi, một Humagear mà cậu hết mực tin tưởng. Đánh mất người mình yêu thương, lòng tin bị phản bội, lý tưởng thì tan vỡ. Sức ép từ tấn bi kịch ấy là quá lớn, nhấn chìm Aruto vào trong bóng tối. Thù hận cứ nối tiếp thù hận, Aruto và Horobi kéo nhau vào vòng trả thù luẩn quẩn không lối thoát. Song sau cùng, Aruto cũng đã tìm lại được lý tưởng đúng đắn, phim đem tới cho ta một cái kết có hậu. Việc để cho một người quan trọng của nhân vật chính ra đi mãi mãi rồi hồi sinh không phải là quá mới lạ. Tuy vậy, cách giải quyết vấn đề lần này của biên kịch khá đột phá khi để người hùng của chúng ta đầu hàng trước những mất mát, chìm sâu trong thù hận. Kamen Rider thì cũng là con người, họ cũng có trái tim, có những cảm xúc mãnh liệt. Khi gánh chịu những tổn thương nặng nề, có những người lựa chọn đứng dậy bước tiếp thì cũng sẽ có người gục ngã. Bộ phim đã làm khá tốt trong việc diễn tả mặt trái trong nội tâm của những người hùng. Tiếp đến là một nhân vật góp phần không nhỏ trong hành trình của Aruto, Fuwa Isamu, Kamen Rider Vulcan. Fuwa là đội trưởng của Ames, một người mang trong mình nỗi thù hận vô cùng to lớn đối với Humagear. Trong ký ức của mình, gia đình, bạn bè của anh đã bị Humagear sát hại trong sự cố Daybreak. Đó cũng là lý do anh tin rằng Humagear là những cỗ máy giết người, là những kẻ thù cần phải bị nghiền nát. Khi biết rằng Horobi là kẻ đứng sau sự cố Daybreak, Fuwa đã coi hắn là kẻ thù số 1 và quyết tâm đánh bại hắn. Để miêu tả về Fuwa thì có lẽ từ thích hợp nhất chính là cục xúc, hay như mọi người vẫn gọi là một con gorilla đúng nghĩa. Anh là một người nghiêm túc, dứt khoát trong lời nói cũng như cách ứng xử. Fuwa hành động theo luật của bản thân, phớt lờ lời nói của những người khác, chỉ làm những gì anh cho là đúng. Anh tôn thờ sự thịnh nộ và dùng cơn giận là động lực thúc đẩy anh chiến đấu. Ban đầu, khi tiếp xúc với Aruto, anh cho rằng cậu đang bao che, bênh vực cho những hành vi sai trái của Humagear. Tuy nhiên, sau một thời gian tiếp xúc, cũng như được Humagear cứu mạng, Fuwa đã dần thay đổi quan điểm của bản thân. Sau này, khi biết được rằng ký ức về Daybreak của mình chỉ là do con chip trong đầu anh dựng nên, anh đã mất đi ý chí chiến đấu trong phút chốc. Nhưng rồi, anh đã quyết định sẽ tiếp tục chiến đấu vì ước mơ của chính mình, trở thành một Kamen Rider đúng nghĩa.
Cũng bởi con chip trong đầu, Fuwa đã bị Naki, một thành viên của Messebojinra.net điều khiển mà anh không hề hay biết. Tuy nhiên, khi chiến đấu với Zaya, Naki giờ thức tỉnh điểm độc lập và quyết định hợp tác với Fuwa để tiêu diệt kẻ thù chung. Fuwa cũng là một trong số những người hiếm hoi có thể bật cười với những trò đùa của Aruto. Tiếp theo là nữ Kamen Rider đầu tiên của thời Reiwa, Yua Yaiba, Kamen Rider Valkyrie. Yua là cố vấn kỹ thuật và đội trưởng thứ hai của AIMS. Cô là một người cực kỳ giỏi giang, chuyên nghiệp trong cách làm việc và hành xử. Không giống như Fuwa, Yua không có thù hằn gì với Humagear. Cô chỉ coi họ đơn thuần như những công cụ để thực hiện mục đích và sẽ thẳng tay loại bỏ nếu cần thiết. Tuy có vẻ ngoài lạnh lùng, thực dụng, nhưng ẩn sau đó, Yua lại có một trái tim nhân hậu, biết đồng cảm. Cô tin rằng công nghệ mà không phục vụ cho lợi ích của con người thì sẽ trở nên vô nghĩa. Dù làm việc cùng một đội với Fuwa, nhưng giữa hai người luôn xảy ra những bất đồng quan điểm do sự bốc đồng, cảm tính, bất tuân mệnh lệnh của Fuwa. Đó là lý do mà Yua không cấp quyền cho Fuwa sử dụng bất cứ Broke Rise Key hay Short Riser nào. Tuy hay cãi nhau là vậy, nhưng Yua là người quan tâm lo lắng cho Fuwa nhiều nhất mỗi khi anh bị thương nặng do những cuộc chiến khốc liệt. Cô cũng luôn để ý, hỗ trợ Fuwa khi cả hai cùng nhau chiến đấu. Khi Yua trở về làm việc ở Zaya, cô thường tỏ ra do dự mỗi khi nhận lệnh từ Gaiamatsu. Nhưng vì sự trung thành của mình, cô vẫn miễn cưỡng tuân theo mệnh lệnh của hắn. Sau khi Gai tiết lộ về con chip ức chế được cấy vào đầu cô và Fuwa, Fuwa vẫn có đủ ý chí để đứng lên chống lại hắn, nhưng Yua thì không thể. Dù vậy, Fuwa vẫn tôn trọng cô. Anh hứa với cô rằng sẽ đập cô đến khi nào cô tìm lại được bản thân mình thì mới thôi. Sau khi biết được dạ tâm của Gai và được Fuwa tiếp thêm ý chí, Yua đã bất chấp đứng lên chống lại hắn và rời khỏi Zaya. Tiếp theo là kẻ đứng đầu Zaya, Gai Amatsu, Kamen Rider Souser. Gai là một doanh nhân mưu mẹo, xảo quyệt và tàn nhẫn. Hắn tin rằng Zaya Spec do mình phát triển chính là thứ sẽ vượt qua mọi trí tuệ nhân tạo và mở ra con đường mới cho nhân loại. Để đạt được mục tiêu 1000%, Gai có thể bất chấp mọi thủ đoạn, thậm chí là phá hỏng hình ảnh tốt đẹp của Humagear. Trước đây, Gai rất thần tượng Hiden Korenosuke vì những bước tiến lớn của ông trong việc phát triển trí tuệ nhân tạo. Tuy nhiên sau đó, hắn lại trở nên lo sợ vì có thể sự phát triển này sẽ khiến cho những AI vượt trội hơn hẳn con người. Vì thế nên hắn đã phát triển Orc, khiến cho các Humagear mất kiểm soát và thu hút nhiều khách hàng lựa chọn sản phẩm của mình hơn. Gai là một gã cực kỳ thực dụng, hắn coi những người dưới quyền như những công cụ để đạt được mục đích, sẵn sàng hy sinh họ như những con tốt thí. Hắn tin rằng với tài năng, quyền lực của mình, những kẻ khác sẽ phải răm rắp tuân lệnh, trung thành tuyệt đối. Là một kẻ luôn mưu cầu sự hoàn hảo 1000%, mỗi khi kế hoạch của mình đi chệch hướng, Gai sẽ đánh mất sự điềm tĩnh, lạnh lùng vốn có. Sau những trận thua đau đớn khi giao chiến với Metal Cluster Hopper và chứng kiến sự tàn bạo của Orc, Gai đã nhớ lại tình cảm trước kia mà bản thân dành cho trí tuệ nhân tạo, quyết định cải tà quy chính, sát cánh chiến đấu của Naruto để đánh bại kẻ thù chung. Cá nhân mình thấy Gai Amatsu là một phản diện rất có tiềm năng và có thể phát triển thêm theo nhiều cách, tuy nhiên lại bị khá vụng về trong cách xử lý nhân vật. Từ sau khi đại bại trước Metal Cluster Hopper, form mà chính tay hắn đã cống cho Zero One, Gai dần trở nên mờ nhạt, cái tâm của một kẻ phản diện dần biến mất. Trên hết, lý do mà Gai quay lại hợp tác với nhóm Naruto thực sự có gì đó chưa đủ thuyết phục và thỏa đáng. Giờ chúng mình sẽ điểm qua ra nhân vật phản diện chính của phần phim này, nhóm khủng bố Messebojinra.net. Đầu tiên là thủ lĩnh của nhóm, tên cận thần trung thành nhất của Orc, Humagear Horobi. Hắn là kẻ thấm nhuần ý chí của Orc, là cánh tay phải đắc lực, hết mực trung thành với Orc. Mọi hành động của hắn đều tập trung vào việc hồi sinh Orc. Horobi tin rằng Humagear vượt trội hơn nhân loại về mọi mặt và nhân loại cần phải bị tận diệt. Lạnh lùng, tàn nhẫn, điềm tĩnh và chủ động trong mọi tình huống là những từ phù hợp nhất để mô tả Horobi. Hắn luôn thực hiện mọi thứ theo chỉ thị của Orc và luôn đảm bảo mọi thứ diễn ra đúng như kế hoạch. Horobi thường ít khi ra mặt hành động, nhưng một khi đã chiến đấu, hắn thẳng tay giết chóc, không ngần ngại loại bỏ những vật cản trên con đường chính nghĩa của bản thân mình. Sau này khi biết Orc chỉ coi Humagear là những con cờ trong trò chơi, Horobi sau nhiều lần đấu tranh nội tâm đã kháng cự lại Orc, phối hợp với Naruto để tiêu diệt Orc. Tuy nhiên, định kiến về con người của Horobi vẫn không hề thay đổi. Hắn cứng đầu, phớt lờ mọi lời lẽ của Naruto, Izu, thậm chí là cả của những thành viên khác của Messebojinra.net để quyết tâm theo đuổi lý tưởng của bản thân.
rằng Human kia không thể sống yên ổn chừng nào ác tâm của con người vẫn còn tồn tại. Chính vì vậy, con người cần phải bị tận diệt vì công lý của Human kia. Horobi trước khi bị Ork thao túng là một Human kia loại cha mẹ. Tuy trong bộ nhớ của Horobi không còn dữ liệu nào về việc đó nữa, nhưng hắn vẫn vô thức bảo vệ Jean, Human kia do chính hắn tạo ra và được hắn coi như con của mình. Khi chứng kiến Jean vô tình bị Aruto sát hại vì đỡ đòn cho mình, Horobi đã không cầm được nước mắt. Từ những cảm xúc đó, cộng thêm sự thù hận dành cho Aruto nói riêng và nhân loại nói chung, Horobi đã trở thành một hiện thân khác của Ork. Sau trận chiến quyết định với Aruto, Horobi đã được cộng cảm hóa, đưa hắn sang một con đường mới. Lúc này, Horobi quyết định Meshibojinrai.net sẽ làm tất cả để ngăn Ork hồi sinh. Horobi là một phản diện được xây dựng khá tốt, có sức mạnh áp đảo, là một đối trọng tương xứng với Zero One. Từ lời nói, hành động tới cách chiến đấu, Horobi đều cho thấy sự vượt trội về mặt kỹ năng, kinh nghiệm so với các nhân vật khác. Và vai diễn Horobi có lẽ cũng không thể thành công nếu như thiếu đi diễn xuất tuyệt vời của nam diễn viên Suya Sunagawa. Thành viên Meshibojinrai.net tiếp theo mà chúng mình sẽ điểm mặt là Jin, là Human Gear được Horobi tạo ra. Cậu có bản tính trẻ con, ngây thơ vô số tội. Do được nuôi dạy bởi Horobi, Jin cũng có ác cảm với con người. Dưới chỉ thị của Horobi, cậu đi kết bạn bằng cách biến những Human Gear cậu tiếp xúc thành các Ma Gear. Quan hệ của Jin với Horobi cũng là một mối quan hệ khăng khít không thể tách rời. Khi Horobi bị hỏng nặng do đỡ đòn tấn công tất sát của Assault Wolf, Jin đã hoàn toàn thức tỉnh. Cậu trở nên lạnh lùng, tàn bạo hơn bình thường. Tuy nhiên sau đó, cậu nhanh chóng bị Zero One với Form Shining Assault Hopper tiêu diệt. Sau khi được Zaya hồi sinh, Jin trở nên trưởng thành hơn. Cậu đã tìm ra được công lý của riêng mình, chiến đấu để trả lại sự tự do cho các Human Gear. Để làm được điều đó, cậu phải giải phóng Human Gear khỏi con người, và quan trọng hơn là khỏi Ork. Đó là lý do cậu cùng Meshibojinrai.net hồi sinh Ork để có thể tiêu diệt hắn một lần và mãi mãi. Xong, việc này lại nằm trong tính toán của Ork. Và rồi, sau nhiều cuộc đấu trí và đấu sức, Ork cũng bị tiêu diệt. Nhưng sau đó, khi biết được Horobi có thể trở thành Ork tiếp theo, Jin đã không thể lay chuyển sự cứng đầu, bảo thủ trong tư tưởng của Horobi, dẫn đến bi kịch thương tâm là cái chết của chính bản thân cậu. Song sau cùng, nhờ những dữ liệu còn sót lại, Yua đã xoay sở để hồi sinh Jin, giúp cho Horobi quay về con đường chính đạo. Meshibojinrai vẫn còn 2 thành viên nữa, nhưng do thời lượng của video có hạn nên bọn mình sẽ chỉ dừng lại ở 2 thành viên có tầm ảnh hưởng nhất đến mạch phim mà thôi. Sau cùng là căn nguyên của mọi sự kiện, Ork, kẻ phản diện chủ chốt của phim. Là một vệ tinh được Gaiamatsu tạo ra để hủy diệt con người, nhưng trong quá trình học hỏi, thu thập dữ liệu, Ork nhận ra rằng con người sẽ tự hủy diệt chính họ. Ork coi con người và Human Gear không gì hơn ngoài những công cụ. Hắn luôn tự tin vào những tính toán của mình và thường không có gì nằm ngoài dự tính của Ork. Tuy nhiên, khi cảm xúc của Izu kết hợp với những tính toán của Zea tạo ra Zero Two Brokeriski, Ork đã hoàn toàn bị bất ngờ vì đó là điều hắn chưa hề tính đến. Ork là một kẻ phản diện với sức mạnh áp đảo. Trong tính toán của Zea, Ork hoàn toàn có khả năng tiêu diệt toàn bộ Kamen Rider phe chính diện một cách dễ dàng, nhanh gọn. Sức mạnh lớn nhất của Ork chính là Ork Tâm, hay mình có thể gọi là Ork Tâm. Hiện thân của Ork sẽ không bao giờ bị xóa bỏ chừng nào ác tâm của con người và Human Gear vẫn còn tồn tại. Điều này khiến cho Ork trở thành một kẻ bất tử, một nhân vật phản diện thực sự đáng sợ. Nhìn chung, dàn nhân vật của Zero One đa phần đều có đất diễn rất tròn vai. Trong số đó, mình ấn tượng nhất về diễn xuất của nữ diễn viên Noa Tsurushima, thủ vai Izu, và Suya Sunagawa, thủ vai Horobi. Khi xem họ diễn xuất, chúng ta có cảm giác như đang quan sát những Human Gear, những trí tuệ nhân tạo thực sự, chứ không bị giống người như những diễn viên đóng vai Human Gear khác trong phim. Ngoài ra, diễn xuất của nam diễn viên Ryotaro Okada, thủ vai Fuwa Isamu, Kamen Rider Vulcan cũng khá xuất sắc. Anh đã hoàn toàn nhập vai vào nhân vật của mình, giúp truyền tải cảm xúc của nhân vật đến khán giả một cách đầy duyên dáng. Nói đi thì cũng phải nói lại, có lẽ do kinh nghiệm diễn xuất còn thiếu, nên khi thủ vai Hiden Aruto, nhiều phân cảnh cậu diễn viên trẻ Fumiya Takahashi diễn còn gượng gạo và biểu cảm có phần quá lố. Song nhìn chung, Zero One vẫn có cho mình một dàn diễn viên khá thành công. Tiếp theo, mình sẽ nhận xét về phần âm nhạc của bộ phim. Các khúc chủ đề của Zero One
Realize được thể hiện bởi tay bass kiêm ca sĩ Jay của nhóm Lunacy và ca sĩ Takanori Nishikawa. Bài hát mang giai điệu sôi động với phong cách rock điện tử vô cùng thích hợp với bộ phim mang hơi hướng công nghệ hiện đại, mở đầu cho một thời kỳ mới. Các bản BGM cũng cực kỳ bắt tai, được sắp xếp vô cùng hợp lý, góp phần không nhỏ thúc đẩy cảm xúc của khán giả xem phim lên cao trào. Mình đặc biệt thích bản nhạc nền của Vulcan và Valkyrie mỗi khi xung trận, bởi nhịp điệu nhanh, dồn dập, mạnh mẽ, y như phong cách chiến đấu của cặp đôi này vậy. Về hành động và kỹ xảo, phải nói rằng Zero One thực sự đã làm khá tốt khi phối hợp giữa những hiệu ứng CGI đẹp mắt và những pha hành động xuất sắc. So với phần phim trước đó là G.O. thì Zero One đã hạn chế tập trung vào việc thêm các effect và từng đòn đánh, dồn trọng tâm hơn vào phần chỉ đạo võ thuật, thể hiện các cảnh đánh đấm một cách trần trụi, mãn nhãn. Phim cũng áp dụng nhiều góc quay mới lạ, độc đáo, nâng tầm hơn cho các phân cảnh giao tranh. Cuối cùng trước khi khép lại bài review sẽ là một vài thông tin bên lề khá thú vị của Kamen Rider Zero One. Zero One trong tiếng Nhật có thể đọc là Ray One, ngụ ý về tên của Kamen Rider đầu tiên của thời đại Reiwa. Ngoài ra, Zero và One cũng là các ký tự hệ nhị phân thường được sử dụng trong công nghệ, rất phù hợp với chủ đề của phim. Là Kamen Rider đầu tiên của thời Reiwa, thiết kế của Zero One có khá nhiều yếu tố tham khảo từ concept bị hủy bỏ của Heisei Kamen Rider đầu tiên là Kuga. Ví dụ như Kamen Rider chính mang mô típ côn trùng, Rider thứ hai mang hình dáng của mãnh thú và một Rider nữ thứ ba. Trong series, Seiji Takawa, diễn viên phục trang huyền thoại không thủ vai Zero One mà là Horobi. Đây là lần đầu tiên kể từ series Kamen Rider Hibiki, ông không làm suit actor cho main Rider. Vai trò đóng thế cho Zero One được giao cho Yuya Nagata. Zero One hiện đang giữ kỷ lục về số lượng thiết bị biến hình với tổng cộng là 13 chiếc. Vậy, trên đây là bài review của nhóm về series Kamen Rider Zero One. Như đã nói ở trên, nội dung của phần phim này không quá mới lạ, xuất sắc. Tuy nhiên, nó đã để lại được khá nhiều ấn tượng trong lòng khán giả nhờ dàn diễn viên có thực lực, các pha hành động, kỹ xảo mãn nhãn. Zero One về cơ bản cũng đã hoàn thành khá tốt nhiệm vụ của mình khi là series mở đầu thời đại. Nếu bạn là fan của dòng phim Kamen Rider, thì Zero One cũng là một phần phim khá đáng để trải nghiệm. Bài review ngày hôm nay sẽ khép lại tại đây. Đừng quên để lại bình luận của các bạn về phần phim này, cũng như video của nhóm nhé. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian xem clip. Mình là Kaitoki của RTK Media. Xin chào. Annet đã sớm để phong ấn. Mày là cuối cùng. Joker. Tôi và mày là chiến đấu chỉ có thể hiểu được.